Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách làm rau câu cốt dừa màu lá cẩm. Và cái món ăn ngày hôm nay của mình làm nó rất đơn giản nhưng mà nó lại ngon nữa các bạn. Và mình mời các bạn vào bếp làm chung với mình nhé. Và nguyên liệu ngày hôm nay của mình thì sẽ cần là một cái bó lá cẩm tươi như thế này nè các bạn, để mình nấu lên cái màu lá cẩm cho nó đẹp, cái màu rau câu của mình á. Và mình sẽ cần là 120g đường á các bạn. Rồi mình cũng sẽ cần thêm là 400ml nước cốt dừa, 12g bột rau câu nè, 1/4 muỗng cà phê muối và nửa muỗng canh vanilla, và thêm vào đây là 800ml nước lạnh. Và chỉ cần những cái thành phần đơn giản như thế này là mình sẽ có một cái ổ rau câu thiệt là ngon cho gia đình của mình rồi. Bây giờ mình bắt tay vào mình làm liền cái món rau câu của mình. Bây giờ mình sẽ để 800ml nước vào một cái nồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho 12g bột rau câu của mình nè các bạn. Mình cho vào trong đây. Mình quậy đều lên. Sau khi mà mình quậy đều lên như thế này thì mình sẽ để yên trong vòng 30 phút để cho cái bột rau câu nó nở ra. Rồi bây giờ mình sẽ bắt một cái nồi nhỏ lên bếp và mình cho cái lá cẩm vào trong cái nồi này nè các bạn. Mình cho vào đây khoảng 150ml nước lạnh. Rồi mình sẽ nấu cái lá cẩm này để nó cho nó ra màu á. Các bạn nấu từ khoảng 7 cho tới 10 phút với cái lửa vừa thôi các bạn, để cho từ từ cái màu lá cẩm của chúng ta nó ra. Đó, mình nấu nó ra từ từ nè các bạn, có cái màu hồng hồng nè, rất là đẹp nè. Đó, mình nấu một hồi thì nó sẽ ra cái màu đậm hơn ha. Rồi sau khi mình nấu xong á các bạn, bây giờ mình sẽ lược cái nước lá cẩm của mình qua một cái rây như thế này để bỏ cái lá nó ra, mình chỉ lấy nước thôi các bạn. Và mình sẽ sử dụng là 100ml nước màu lá cẩm để mình nấu cái rau câu của mình. Đó, mình chỉ cần 100ml thôi nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ qua bếp và bắt đầu mình nấu cái rau câu của mình lên. Rồi cái nồi rau câu sau khi mình để nó 30 phút để cho cái bột rau câu của nó nở ra các bạn. Rồi bây giờ mình bắt lên bếp và mình nấu cho nó sôi lên. Rồi khi mà cái nước nó đã sôi lên thì mình sẽ cho vào đây là 120g đường vào này nè các bạn. Và thêm vào đây là 1/4 muỗng cà phê muối. Và vào đây nữa là 100ml nước màu lá cẩm các bạn. Sau khi mình lọc qua, mình chỉ lấy 100ml thôi nha. Và mình nấu với cái lửa vừa như thế này để cho đường của nó tan ra. Đó, sau khi mà đường của mình nó đã tan rồi nè các bạn, thì mình sẽ lấy cái lon nước cốt dừa là 400ml nè các bạn. Mình sẽ cho vào cái nồi rau câu của mình đang nấu nha. Mình cho hết vào đây luôn nè. Nếu các bạn nào mà không có thích nước cốt dừa nhiều quá thì các bạn có thể giảm cái lượng nước cốt dừa và các bạn tăng cái lượng nước lên cho mình nha. Đó, mình cho hết vào trong đây và mình mở cái lửa lớn lên để cho nó sôi bùng lên đó các bạn. Để cho cái nước cốt dừa của mình nó tan ra. Các bạn không có nấu lâu ha, chỉ cần sôi bùng lên là được rồi. Các bạn nấu lâu thì cái nước cốt dừa của chúng ta nó không có ngon. Và khi cái nước nó đã sôi lên rồi các bạn, thì mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng canh vanilla ha các bạn. Rồi mình tắt bếp và mình đem ra, mình đổ nó vào khuôn của mình. Và đây là cái khuôn để mình đổ cái nước rau câu vào đây nè các bạn. Các bạn có khuôn nào cũng được hết á. Rồi bây giờ mình sẽ múc cái rau câu mình cho vào trong cái khuôn này nè. Lúc này thì cái hỗn hợp nó chưa có tách màu ra đâu các bạn. Đến khi mà nó nguội á, thì nó sẽ tách cái màu màu lá cẩm ra và nước cốt dừa ra. Các bạn sẽ thấy rõ hai màu.
Và đây là cái ổ mà rau câu cốt dừa màu lá cẩm của mình là xong là các bạn. Chỉ cần qua các bước rất là đơn giản thì bạn nào cũng có thể làm ra một cái ổ rau câu thiệt là ngon như thế này. Nó có cái màu lá cẩm đẹp nè, màu tím tím hồng hồng, và ở dưới là cái màu của nước cốt dừa màu trắng đó các bạn. Nhìn rất là bắt mắt mà lại đẹp nữa, mình ăn lại ngon miệng nữa. Và nếu như các bạn nào mà thích cái món ăn ngày hôm nay á, cái món rau câu á, thì các bạn có thể vào bếp và làm theo cách chia sẻ của mình để các bạn có một cái món rau câu thiệt là ngon để đãi cho người thân trong gia đình của mình. Mình chúc các bạn sẽ làm thành công nha.